Tiên tri báo trước tin vui bất ngờ tháng 11 âm lịch, tuổi Tân Sửu 1961, hốt cạn lộc trời, gặp thời phất mạnh, tiền về ầm ầm, đổi đời giàu nhanh chóng mặt, nếu đúng rằm tháng 11 thắp hương vào 2 giờ hoàng đạo này. Rất vui được chào đón quý vị cô bác anh chị đến với kênh Tài Lộc TV. Vâng, thưa cô bác tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thân mến, người ta nói ở thời điểm chạm đáy của cuộc đời, ta mới nhìn nhận lại được đúng bản thân mình. Không còn bị hào quang hay hư vinh hay những gì phù phiếm bủa vây. Khi đó ta mới nhận thức được ta là ai, ta muốn gì, ta cần gì. Và ai là người thật sự là gia đình hay là bạn của mình. Nên hãy trân trọng thời khắc bạn đau đến tột cùng, mệt đến tột đỉnh, chán nản đến tuyệt vọng. Vì đấy cũng là thời điểm chân thật nhất, trần trụi nhất cho bạn nhìn thấu bản tâm của chính mình. Và sau đó, mắt nhìn trời, tâm nhìn đời, tai nghe trọn tiếng lòng của bản thân. Rồi là thời điểm cô bác đưa ra lựa chọn, là làm lại từ đầu, quên đi tất cả những gì đã từng có. Hay giản đơn là bỏ cuộc buông xuôi, dừng chân lại nơi ta ngã, chẳng chút cố gắng cho mệt người. Và dù Tân Sửu chọn điều gì đi chăng nữa, là một người xa lạ, tôi cũng sẽ cảm thấy tự hào và ủng hộ Tân Sửu. Tự hào vì Tân Sửu chứ không ai cả đã vượt qua những thời khắc u tối của bản thân. Và ủng hộ vì mọi thứ vốn không có đúng sai, cũng không có chân lý tuyệt đối. Chỉ có cái mà Tân Sửu muốn làm và cái mà Tân Sửu nên làm mà thôi. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi số 1 phương Đông tiết lộ bí mật, trong tháng 11 âm lịch này, tuổi Tân Sửu biết được 4 dấu hiệu này, thì chứng minh đã đến lúc cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, đổi đời giàu sang phú quý và hưng vượng. Thậm chí, người tuổi Tân Sửu sinh 1961 còn được quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc cát tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn. Trong tương lai có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Quý vị thân mến, việc thắp hương lên ban thờ gia tiên là một tập tục tín ngưỡng đã có từ lâu đời. Thắp hương mang ý nghĩa rất là sâu sắc. Thứ nhất là nó làm cho tâm hồn được an yên, được tự tại, trầm lặng trước bàn thờ, mọi xô bồ, mọi khó khăn của cuộc sống sẽ được gác lại sang một bên, tâm tư sẽ được thoải mái cầu khấn những điều mình mong mỏi. Thứ hai là việc thắp hương nó sẽ mang đến thông điệp cầu khẩn của con cháu đến các bậc gia tiên, đến các bậc thần Phật, chứng giám cho tấm lòng thành kính của mình. Theo làn khói hương tỏa ngát khắp mọi nơi, những lời cầu nguyện, những ước ao sẽ giúp cho lòng người có điểm tựa để hướng đến những điều tốt đẹp hơn, hy vọng về một tương lai tươi sáng. Có những điều thiện lương, những điều cầu khấn sẽ trở thành hiện thực. Và một trong những điều cực kỳ cần phải lưu ý, đó là thời điểm thắp hương. Thời điểm thắp hương là thời điểm nào, nó cũng sẽ quyết định một phần đến sự may mắn, sự hanh thông của việc thắp hương đó, và mang lại tài lộc, mang lại vượng khí cho gia đình. Khi mà chọn được những giờ thắp hương đẹp tốt, thì nó sẽ mang lại những phúc khí dồi dào giúp gia đình trở nên giàu có. Mà chọn phải những khung giờ không đẹp, giờ hắc đạo thì nó cũng sẽ mang lại những điểm xui xẻo nhất định cho cuộc sống của gia chủ. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Sửu sinh 1961 thân mến, mới đây nhất dưới sự tính toán chi tiết của các bậc thầy tử vi và nhà chiêm tinh học, họ đã tiết lộ một phát hiện chấn động rằng những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 sẽ có cơ hội bùng nổ, đổi đời ngoạn mục trong tháng 11 của năm 2024 âm lịch, nếu biết và làm ngay việc sau đây. Vậy vận trình cuộc đời người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 11 âm lịch cụ thể trên các phương diện công việc, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên gia đạo sẽ ra sao? Trong ngày rằm tháng 11 âm lịch thì thời điểm nào là thời điểm thắp hương tuyệt vời nhất giúp cho gia chủ Tân Sửu có được vận may đổi vận giàu sang? Hãy cùng kênh Tài Lộc TV theo dõi và khám phá ngay bây giờ quý khán giả nhé! Trước tiên ta hãy cùng tìm hiểu đôi nét tính cách của người tuổi Tân Sửu sinh 1961 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 là sự kết hợp khá kỳ diệu của sự mâu thuẫn giữa tính cách xảo quyệt, nhanh trí của chú trâu và con người làm việc tỉ mỉ, thận trọng của đất tò vò. Họ thường sử dụng trực giác để dự đoán cách ứng xử một cách khôn khéo, tránh gây mâu thuẫn trong các cuộc đối thoại với mục đích đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuy không phải là người có tính hài hước bẩm sinh nhưng họ cũng có tài ăn nói, có thể tạo được nhiều mối quan hệ tốt. Với tinh thần luôn hướng về phía trước,
họ luôn cố gắng suy nghĩ tích cực để đảm bảo rằng bản thân không thể suy sụp vì bất cứ điều gì. Với tính cách tuổi Tân Sửu, họ thường ưu thế hơn người khác vì dù bất cứ làm công việc gì họ đều mong được trả lương cao, bước tới đỉnh cao danh vọng. Đó là lý do họ tập trung hầu hết thời gian nỗ lực để đạt được thành công. Người tuổi Tân Sửu nếu quá tham vọng, họ hay ghen tị với thành công của người khác. Thậm chí, những người này không ngại dùng biện pháp bạo lực để hạ bệ đối phương. Những người tuổi Tân Sửu là người đặc biệt có kỹ năng lãnh đạo và thường trở thành trưởng nhóm, ngay cả khi nhóm không cần người đứng đầu. Họ cũng có thể xuất hiện trước công chúng và nổi bật trong vai trò là một nhà diễn thuyết đầy tài năng. Với tính cách tuổi Tân Sửu đam mê tiền và quyền lực nên những công việc đảm bảo được những tiêu chí này thường tạo ra sức hấp dẫn khó cưỡng. Nếu là nhân viên, đức tính cần cù có thể từng bước mang lại cho họ nhiều cơ hội phát triển trong công việc. Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, không ít người trong số họ gây dựng được sự nghiệp lớn cho bản thân. Nếu có cơ hội, họ có thể lãnh đạo đông đảo công chúng làm nên những phần việc vĩ đại hoặc tiến hành một công cuộc đổi mới nào đó. Với tính cách tuổi Tân Sửu vừa có thực lực, lại vừa có sức hấp dẫn người khác và cuộc sống phong lưu nên có khá nhiều người theo đuổi. Vốn là người ưa hình thức nên họ sẽ chọn từ những người đang theo đuổi mình mà có vẻ ngoài xinh đẹp chứ không phải một người có trí tuệ thông minh. Vì quá coi trọng hình thức bề ngoài mà không quan tâm đến con người thật của đối phương nên việc đôi bên xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, bất đồng là điều dễ hiểu, thậm chí mối quan hệ này rất dễ có nguy cơ đổ vỡ. Đàn ông tuổi Tân Sửu có lòng tự tôn rất cao. Họ có thể chọn cách sống độc thân hoặc tìm kiếm niềm vui bên bạn bè, gia đình mà không hề chú ý đến chuyện tìm tình yêu hay xây dựng gia đình chỉ vì từng vấp ngã, thất bại trong tình cảm. Trong tình yêu, phụ nữ tuổi Tân Sửu là những người rất bao dung, rộng lượng. Họ biết cách đặt vị trí của mình vào vị trí người khác để thông cảm và tha thứ cho những sai lầm của người yêu, người bạn đời. Phản bội là điều kinh khủng nhất đối với phụ nữ Tân Sửu. Nếu đối phương có người thứ ba, họ sẽ lập tức chia tay ngay mà không hề do dự hay hối tiếc. Quý cô bác anh chị Tân Sửu, thời gian qua cô bác đã quá vất vả rồi. Cố lên cô bác nhé, cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng. Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi nỗi khổ tâm riêng, đừng trách người không giúp mình, cũng đừng giận người không quan tâm mình. Sống trên đời này ai cũng phải tự thân vận động, vui, buồn, sướng, khổ đều phải tự mình cảm nhận mọi điều vốn dĩ khó khăn. Vậy cô bác đang có cuộc sống như thế nào? Có đúng như cô bác mong muốn? Trước để tôi đoán nhé, có lẽ là không. Có thể có một chút suy tư, một chút phiền muộn hoặc cũng có thể khổ sở, đau đớn đến tột cùng. Dẫu có như thế nào thì hữu duyên, chúng ta gặp nhau ở đây, chúng ta cùng nhau gửi đến lời động viên, lời hỏi thăm đến những cô bác đồng niên cùng tuổi nhé. Nếu có khó khăn gì, thì hãy để lại một bình luận, Tài Lộc TV sẽ đồng hành và lắng nghe, san sẻ cùng quý cô bác. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị Tân Sửu 1961 hãy cùng lắng nghe những dự ngôn luận giải chi tiết về những dấu hiệu vàng, liên quan đến các phương diện bao gồm sự nghiệp, công việc, tài lộc tiền bạc, tình duyên gia đạo và sức khỏe. Vậy tháng 11 âm lịch 2024 thì quý mệnh Tân Sửu sinh năm 1961 sẽ đón nhận những khó khăn và thử thách gì? Và làm cách nào tận dụng những cơ hội để sớm ngày đạt được cuộc sống giàu sang hạnh phúc viên mãn? Thì ngay sau đây xin mời quý vị Tân Sửu cùng lắng nghe. 12 tháng trong năm là chủ đề rất đổi quen thuộc đối với mỗi chúng ta. Nhưng dường như việc mỗi một tháng đều có ý nghĩa riêng là điều không phải ai cũng biết. Và tháng 11 âm lịch, tháng cận cuối cùng trong năm là đại diện cho một vị thần. Vị thần này có hai khuôn mặt, một khuôn mặt dùng để nhìn về quá khứ và gương mặt còn lại thì nhìn về tương lai. Điều này cũng ám chỉ, tháng 11 âm lịch của năm cũng là tháng giúp cô bác Tân Sửu nhìn nhận, đánh giá lại những việc đã làm trong quý cũ, cũng là tháng để cô bác bắt đầu lại nếu như gặp phải những thất bại khó khăn, là tháng để cô bác phát huy tốt nhất lợi thế của mình để tiếp tục phát triển rực rỡ hơn trong 2 tháng còn lại cuối cùng của năm 2024 này. Sau đây hãy cùng điểm qua phần tổng quan tử vi tháng 11 âm lịch của người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Căn cứ tử vi tháng 11 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, có thể thấy rằng tháng 11 này là khoảng thời gian khá yên bình và suôn sẻ đối với người tuổi Tân Sửu sinh 1961. Bản mệnh nghiêm túc trong công việc, có trách nhiệm với gia đình nên mọi việc đâu vào đấy, không có nhiều điều cần lo. Dưới tác động tích cực của cục diện nhị hợp, con giáp này ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc nên lúc nào cũng cần cù, chăm chỉ, cố gắng hết mình.
bạn gây được ấn tượng tốt đẹp với lãnh đạo và đang bước những bước vững vàng trên con đường thăng tiến. Với người làm kinh tế, bản mệnh giữ chữ tín nên được khách hàng tin tưởng và quay trở lại ủng hộ nhiều lần. Dù có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, song bạn dần tạo dựng được vị thế của mình trên thị trường, không còn quá lo lắng đến chuyện đối thủ cạnh tranh chơi xấu. Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể được gặp gỡ một vài đối tượng triển vọng, quan trọng là Tân Sửu phải cởi mở hơn để kéo gần khoảng cách với đối phương. Với người có đôi có cặp, Tân Sửu luôn chăm lo cho gia đình, nửa kia và con cái luôn cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của cô bác Tân Sửu. Và dấu hiệu vàng đầu tiên sẽ là dấu hiệu vàng về phương diện công việc, sự nghiệp của quý vị Tân Sửu sinh năm 1961. Tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi Sửu âm lịch thấy rằng người tuổi Tân Sửu sẽ có một tháng sự nghiệp khá hanh thông, suôn sẻ nhờ có sự giúp đỡ của các tinh. Tinh thần làm việc chăm chỉ, nhiệt tình của Tân Sửu được lãnh đạo đánh giá cao. Tháng này, Tân Sửu không ngại làm việc khó cũng như những công việc nhỏ nhặt, yêu cầu sự tỉ mỉ, cẩn thận. Tân Sửu cho rằng mỗi công việc đều sẽ giúp mình rèn luyện để tiến bộ hơn nên luôn có thái độ tích cực với những nhiệm vụ được phân công. Đây là thời điểm thích hợp để Tân Sửu ghi điểm trong mắt mọi người và khẳng định vị thế trong tập thể. Nếu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Tân Sửu sẽ được tuyên dương, khen thưởng, thậm chí có người được xem xét cất nhắc lên vị trí cao hơn. Với những người tuy lớn tuổi nhưng vẫn có tham vọng và cống hiến, nếu có ý định bước vào một lĩnh vực mới hoặc một cương vị làm việc mới, Tân Sửu có thể bắt tay vào tiến hành từ từ từng hạng mục công việc, chậm mà chắc. Nếu có gì không hiểu thì hãy hỏi người đi trước, Tân Sửu sẽ được chỉ dẫn nhiệt tình. Thứ hai sẽ là dấu hiệu vàng về phương diện tài lộc và tiền bạc của quý mệnh Tân Sửu đúng tháng 11 âm. Theo tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi Sửu âm lịch, bản mệnh Tân Sửu có thể sẽ không kiếm được một khoản tiền quá lớn nhưng tình hình tài chính nhìn chung vẫn ổn định và có dấu hiệu tăng trưởng nhẹ trong thời điểm này. Nhờ vậy mà Tân Sửu có thể chi tiêu khá thoải mái, không cần lo lắng quá nhiều. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt các công việc được phân công nên các khoản thưởng nóng là không thể thiếu, bên cạnh khoản lương cứng hàng tháng. Thậm chí với những người được cất nhắc thăng chức thì lương cũng sẽ tăng theo, giúp Tân Sửu có cuộc sống khá dư dả. Nếu sắp xếp được thời gian và muốn cải thiện thu nhập, Tân Sửu có thể bắt tay vào các công việc làm thêm. Tất nhiên Tân Sửu có thể sẽ phải hơi vất vả một chút nhưng đây cũng là cơ hội tốt để Tân Sửu phát triển bản thân, học hỏi thêm kinh nghiệm cho mình. Với người làm kinh tế, con giáp này nghiêm túc làm việc, giữ được chữ tín với khách hàng nên được nhiều người quay trở lại ủng hộ. Tân Sửu biết mình cần phải làm gì để thu hút và giữ chân khách hàng, nhờ vậy mà khoản tiền chảy vào túi ngày một ổn định và tăng tiến. Thứ ba sẽ là dấu hiệu vàng về phương diện sức khỏe của quý mệnh Tân Sửu đúng tháng 11 âm. Tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi Sửu âm lịch thấy sức khỏe của người tuổi Tân Sửu nhìn chung là ổn định trong tháng này, Tân Sửu không cần phải lo lắng quá nhiều. Nhờ có cơ thể khỏe mạnh và tinh thần phấn chấn mà bạn có thể sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, con giáp này cần hạn chế tham công tiếc việc, dù bận rộn mấy cũng cần nghỉ ngơi khoa học. Đừng nên làm việc quá sức mà sớm muộn gì sức khỏe cũng suy giảm. Nếu có thời gian rảnh, Tân Sửu đừng quên rèn luyện thể dục thể thao để cơ thể khỏe mạnh hơn. Đây cũng là cách để bạn phục hồi năng lượng, thư giãn tinh thần, để đến khi quay trở lại với công việc thì sẽ làm việc hiệu quả hơn. Và thứ tư sẽ là dấu hiệu vàng về phương diện gia đạo, tình cảm của quý mệnh Tân Sửu đúng tháng 11 âm. Chuyện tình cảm của người tuổi Tân Sửu đón khá nhiều tin vui. Xong để được tận hưởng hạnh phúc thì bạn cần chú ý cách hành xử của mình. Nếu đang đơn thân lẻ bóng, cục diện nhị hợp và các tinh bách việc giúp bạn có cơ hội gặp được một vài đối tượng triển vọng. Đừng quá ngại ngần hay xấu hổ, hãy thử mở lòng trò chuyện với mọi người, rất có thể Tân Sửu sẽ tìm được người phù hợp. Với các cặp vợ chồng, hai người biết cảm thông và thấu hiểu cho nhau, luôn chủ động giúp đỡ nhau trong các công việc, con cháu nhà, nhờ vậy mà mối quan hệ vợ chồng luôn gắn kết. Tuy nhiên, với những người có ngoại hình nổi bật hoặc có chức tước cao trong tập thể, Tân Sửu cần chú ý tác động của bách việc với mình. Tháng này Tân Sửu có thể được nhiều đối tượng tiếp cận, song hãy luôn chú ý giữ khoảng cách, nghĩ về người thân của mình trước khi làm bất cứ việc gì, đừng đẩy mình vào những mối quan hệ thị phi, sai trái. Với các cặp vợ chồng, ngũ hành tương khắc khiến hai người không tránh khỏi mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên bạn không nên nghiêm trọng hóa các vấn đề. Có chuyện gì cũng hãy bình tĩnh thảo luận, hạ cái tôi xuống để lắng nghe nhiều hơn,
như vậy thì sớm muộn gì cũng có cách giải quyết mọi chuyện. T. Còn bây giờ, xin mời cô bác cùng theo dõi vận mệnh người tuổi Tân Sửu trong tháng 11 âm lịch, theo 15 ngày đầu và 15 ngày cuối tháng. Tử vi 15 ngày đầu tháng 11 âm. Bước vào nửa đầu tháng 11 âm lịch, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực công việc và tài chính. Sự nghiệp hanh thông, bạn có thể thấy mọi thứ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ hơn bao giờ hết. Các dự án hay công việc đang triển khai đều có tiến triển rõ rệt, phần lớn là nhờ sự chăm chỉ và kiên trì của bản thân, cộng thêm yếu tố may mắn từ sự xuất hiện của sao Tốt Thiên Phúc. Đây là giai đoạn thích hợp để mở rộng hoặc củng cố vị trí trong công việc, thậm chí bạn có thể được cấp trên đánh giá cao hoặc trao thêm trách nhiệm mới. Về mặt tài lộc, tuổi Tân Sửu đang có dấu hiệu tăng trưởng ổn định nhờ những thành quả lao động trong công việc. Thu nhập của bạn có chiều hướng tăng lên, có thể là từ những khoản lương thưởng hoặc từ các nguồn thu bên ngoài như kinh doanh, đầu tư. Sao Tốt Thiên Tài hỗ trợ giúp bạn có cơ hội nhận được một khoản tiền ngoài dự kiến, đặc biệt trong những giao dịch, đầu tư hoặc hợp tác làm ăn. Dù vậy, hãy luôn nhớ rằng tài lộc tăng trưởng cũng đồng nghĩa với việc cần quản lý tài chính cẩn trọng hơn. Các khoản chi tiêu lớn nên được cân nhắc kỹ, tránh tiêu xài lãng phí vào những việc không cần thiết. Hãy ưu tiên đầu tư dài hạn hoặc tích lũy để tạo dựng nền móng tài chính vững chắc hơn trong tương lai. Gia đạo trong nửa đầu tháng 11 âm lịch tương đối êm ấm. Bạn nhận được sự ủng hộ và đồng lòng từ gia đình, tạo ra động lực lớn để tiến bước trong mọi dự định. Tuy nhiên, vẫn nên chú ý tránh xảy ra những mâu thuẫn nhỏ vì bất đồng ý kiến. Sức khỏe nhìn chung ổn định, song tuổi Tân Sửu nên chú trọng đến chế độ dinh dưỡng, nhất là các vấn đề liên quan đến tim mạch hoặc huyết áp. Bổ sung thực phẩm lành mạnh và duy trì lối sống điều độ sẽ giúp bạn có thêm năng lượng tích cực để chinh phục những mục tiêu trong tháng. Phong thủy may mắn đầu tháng 11 âm lịch. Sao Tốt, Thiên Phúc, Thiên Tài hỗ trợ sự nghiệp thuận lợi và tài lộc phát triển. Sao Xấu, Địa Võng dễ gặp vài phiền phức nhỏ không đáng kể, cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Con số may mắn 54, 09, 83 và 71 sẽ giúp kích hoạt may mắn trong công việc và tài lộc. Quý nhân, tuổi Dậu, tuổi Tỵ đem lại lời khuyên và hỗ trợ đúng lúc trong các quyết định lớn. Tiểu nhân, tuổi Mùi cẩn thận khi hợp tác hoặc giao dịch. Tuổi Tân Sửu nên tận dụng vận may này để phát huy hết năng lực, vì đây là thời điểm thiên thời địa lợi giúp bạn vươn xa hơn trong sự nghiệp và đạt được những dấu ấn đáng tự hào về tài chính. Tử vi 15 ngày cuối tháng 11 âm. Nửa cuối tháng 11 âm lịch hứa hẹn sẽ là thời gian thuận lợi và ổn định cho người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, đặc biệt khi bạn tiếp tục giữ vững tinh thần lạc quan và sự tập trung như đầu tháng. Đây là giai đoạn mà mọi cố gắng của bạn sẽ dần cho thấy kết quả rõ ràng, cả trong sự nghiệp lẫn tài chính. Nhờ sự hỗ trợ từ sao Tốt Thiên Đức, công việc của tuổi Tân Sửu tiếp tục tiến triển tích cực, các kế hoạch diễn ra suôn sẻ và ít gặp trở ngại. Nếu có tham gia vào các dự án hợp tác hoặc ký kết hợp đồng, đây là thời điểm lý tưởng để thúc đẩy, vì khả năng đạt được thỏa thuận có lợi là rất cao. Đối với người đang làm công việc quản lý hoặc giám sát, uy tín của bạn ngày càng được củng cố, đồng thời có cơ hội gây dựng mối quan hệ mới, mở ra thêm triển vọng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, cần chú ý đến sao Xấu điếu khách, vốn dễ khiến bạn bị người khác hiểu nhầm hoặc gặp chút rắc rối nhỏ trong giao tiếp. Hãy giữ thái độ mềm mỏng, tránh tranh cãi không cần thiết để duy trì hòa khí với đồng nghiệp và đối tác. Về mặt tài lộc, cuối tháng 11 âm lịch mang đến cho người tuổi Tân Sửu nhiều dấu hiệu tài lộc khởi sắc, đặc biệt là từ những nguồn thu ngoài lương. Nếu bạn có các khoản đầu tư hoặc kinh doanh bên ngoài, đây là thời điểm thích hợp để thu hoạch thành quả. Thêm vào đó, nhờ sự phù trợ từ sao Thiên Tài, những khoản lợi nhuận phụ trội hoặc tiền thưởng có thể đến giúp cải thiện tình hình tài chính của bạn đáng kể. Dù tài lộc đang dần ổn định, vẫn nên có kế hoạch tiết kiệm dài hạn hoặc cân nhắc đầu tư vào những hạng mục an toàn. Tránh tiêu pha vào những khoản không cần thiết và ưu tiên duy trì nguồn lực tài chính cho các kế hoạch lớn trong năm tới. Gia đạo của tuổi Tân Sửu trong nửa cuối tháng vẫn giữ được không khí hài hòa. Những người thân trong gia đình có sự gắn kết, hòa thuận, đồng lòng, tạo nên nền tảng tinh thần vững chắc cho bạn. Tuy nhiên, hãy dành thêm thời gian bên gia đình để tăng cường sự thấu hiểu và chia sẻ, đặc biệt là với người thân lớn tuổi. Về sức khỏe, không có vấn đề lớn phát sinh, nhưng người tuổi Tân Sửu vẫn nên chú trọng đến việc nghỉ ngơi đầy đủ và giữ tinh thần thoải mái.
hãy duy trì thói quen vận động thường xuyên để giữ cho cơ thể linh hoạt, tránh các vấn đề xương khớp thường gặp khi thời tiết chuyển lạnh. Phong thủy may mắn cuối tháng 11 âm lịch. Sao Tốt, Thiên Đức, thiên tài giúp gia tăng may mắn trong sự nghiệp và tài chính. Sao Xấu, Điếu Khách dễ gây hiểu nhầm, tranh cãi, cần tránh những tình huống nhạy cảm. Con số may mắn 22, 13, 46 và 68 sẽ thu hút năng lượng tích cực trong công việc và giao tiếp. Quý nhân, tuổi Tỵ, tuổi Dậu tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ, giúp bạn tháo gỡ các khúc mắc trong công việc. Tiểu nhân, tuổi Thìn cần thận trọng trong giao tiếp để tránh bị hiểu sai ý hoặc gây mâu thuẫn. Kết luận lại, 15 ngày cuối tháng 11 âm lịch là thời điểm may mắn để tuổi Tân Sửu phát huy tối đa khả năng của mình. Đây là cơ hội để bạn củng cố nền tảng tài chính và tiếp tục hướng đến sự nghiệp bền vững. Chỉ cần giữ thái độ điềm tĩnh và cẩn trọng trong giao tiếp, thành quả tích cực sẽ đến với bạn. Quý vị thân mến, thắp hương vốn là một nét đẹp ngàn đời. Trong văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam chúng ta, thắp hương để bày tỏ tấm lòng thành kính, cùng với sự thương nhớ biết ơn đối với tổ tiên, để cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với mình cũng như là mọi người trong gia đình. Trong thế giới tâm linh của người Việt, chết không phải là hết, mà sẽ là một sự khởi hành cho chuyến đi đến thế giới mới, với một cuộc sống mới. Cõi âm cũng sống như là trên dương thế, bởi vậy việc thắp hương dâng lên ông bà tổ tiên như một sợi dây vô hình, kết nối giữa hai thế giới âm và dương, cái phương tiện chủ yếu là phương thức chủ yếu để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính biết ơn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn với những người đã khuất. Thắp hương là một phương thức để giúp cho những người khuất mày khuất mặt được sưởi ấm no đủ. Thắp hương là một hoạt động không thể thiếu trong mỗi cái dịp lễ Tết, dỗ chạp. Nghi lễ này nó thường được thực hiện trong ngày đặc biệt như ngày mùng 1, ngày rằm và ngày lễ Tết tại các bàn thờ gia tiên, bàn thờ thánh, ban thờ Phật, ban thờ thần tài. Và ngày nay không chỉ những ngày lễ đặc biệt, mà vào những ngày thường thì việc thắp hương cũng đã trở nên thói quen của rất nhiều gia đình. Hơn nữa mùi thơm tự nhiên của hương ấy, nó cũng tạo ra sự trang trọng linh thiêng, làm cho bầu không khí trở nên ấm cúng hơn, bài trừ những thứ không sạch sẽ, âm khí hoặc là những tạp chất ra khỏi ngôi nhà. Ngoài ra năng lượng tỏa ra từ hương ấy, nó còn có thể thu hút vượng khí, mang lại may mắn tài lộc, an lại sự bình yên phước khí cho gia chủ. Một câu hỏi đặt ra là, chúng ta nên thắp hương vào buổi tối hay không? Thưa quý vị, thắp hương là việc quý vị nên làm, vì nó mang nhiều ý nghĩa tâm linh đặc biệt, cũng như là giúp cho không khí trong gia đình trở nên là bình yên và ấm cúng hơn. Thưa quý vị, nhưng mà thời điểm thắp hương ấy cũng không thể tùy tiện, mà phải cần có sự lưu tâm nhất định. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là chúng ta nên thắp hương vào thời điểm nào là tốt nhất? Thưa quý vị, theo quan niệm dân gian ấy thì việc thắp hương khấn bái tổ tiên nên được thực hiện vào buổi sáng sớm, từ khoảng từ 6 giờ đến 10 giờ sáng là tốt nhất. Bởi đây là cái khoảng thời gian tốt nhất để mang lại ý nghĩa bắt đầu một ngày mới. Khởi động một ngày mới với một mùi hương thơm cũng sẽ làm cho không gian trở nên ấm cúng hơn, tinh thần của gia chủ từ đó cũng sẽ được phấn chấn hơn, nhẹ nhàng hơn và hoàn toàn thư giãn và giúp cho một ngày làm việc nó được tràn đầy năng lượng hơn. Việc thắp hương cho bề trên vào thời gian này, nó không chỉ tượng trưng cho việc mang đến một khởi đầu ngày mới tốt lành, mà còn tạo nên không khí sum vầy ấm cúng. Ngoài ra, nhiều nơi còn có phong tục thắp hương cúng tổ tiên trước mỗi bữa ăn. Hành động này nó cũng thể hiện lòng thành kính, luôn biết nhớ ơn đến những người đỡ khuất của gia chủ. Tuy nhiên, việc thắp hương có thể thực hiện bất cứ lúc nào cũng được, miễn sao gia chủ chuẩn bị đầy đủ chu đáo, đảm bảo không khí trong nhà được trang nghiêm. Người thắp hương cần phải thành tâm thể hiện sự kính trọng với đứng bề trên là được. Trong trường hợp bắt buộc phải thắp hương vào buổi tối, thì quý vị cũng nên thắp hương sớm nhá trước 19 giờ. Đây là khoảng thời gian mà gia chủ có thể kiểm soát được hoạt động khác trong nhà, tránh những sự cố không đáng có, không mong muốn xảy ra. Thưa quý vị, bên cạnh đó, thì gia chủ cũng đừng quá lo lắng khi mà không có điều kiện để mà thắp nhang hàng ngày do bận rộn. Quý vị cũng có thể là dâng hương vào các ngày lễ Tết dỗ chạp, ngày rằm ngày mùng 1 là đủ. Đó là việc là thời điểm thắp hương. Thưa quý vị, vậy thì một câu hỏi đặt ra là vậy ngày rằm tháng 11 âm lịch tới đây, chúng ta nên thắp hương vào thời điểm nào để được các lành may mắn? Thưa quý vị, Lộc Tử Vi đã sử dụng quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để tìm ra những khung giờ tốt thắp hương. Thì quý vị mở trang 137. Trang 137 thì sẽ có phần là chọn giờ tốt thắp hương. Và trong ngày rằm tháng 11 âm lịch,
chúng ta sẽ có những giờ tốt thắp hương sau. Giờ tốt đầu tiên để thắp hương đó là từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Canh Thìn. Trong giờ Canh Thìn này thì nó có tam hợp, có quốc ứng, có vũ khúc, có mộc tinh, có tỷ kiên. Nói chung nếu mà thắp hương vào giờ này trong ngày rằm tháng 11 âm, thì mọi kế hoạch và dự định của các bạn cũng sẽ dễ dàng đạt được thành công. Nhờ sự hỗ trợ từ quý nhân, công việc diễn ra được suôn sẻ, mọi khó khăn gặp phải cũng sẽ được giải quyết một cách nhanh gọn, nhờ sự giúp đỡ kịp thời. Với sự thuận lợi này, gia chủ có thể tự tin thực hiện được các mục tiêu lớn lao hơn nữa, vì cơ hội thành công cao hơn bao giờ hết. Đặc biệt về mặt tài lộc, thì mọi thứ sẽ đến với các bạn như ý muốn, thu nhập và cơ hội tài chính đều được mở rộng, mang lại nguồn lợi đáng kể. Chính sự may mắn và sự hỗ trợ từ những người khác cũng sẽ giúp cho các bạn chủ động vững vàng hơn trong công việc và trong cả cuộc sống nữa. Giờ tốt thứ hai đó là từ 15 giờ đến 17 giờ. Đây là giờ Thân. Giờ Giáp Thân, giờ Thân thì có các cát tinh như là có Thanh Long Hoàng Đạo, có Thái Ất Tinh, có Tứ Đại Cát Thời, có Tam Hợp, có Thái Dương, có Ngũ Phủ, có Nhật Lộc. Nói chung trong giờ Thân này, nếu mà thắp hương vào ngày rằm tháng 11 âm, vào đúng giờ này, thì nó cũng sẽ mang lại nhiều thuận lợi may mắn cho gia chủ. Nghi lễ thực hiện vào khoảng thời gian này được xem là giúp gia tăng tài lộc, khiến cho công việc kinh doanh buôn bán làm ăn, nó được trở nên suôn sẻ hơn. Khung giờ này không chỉ hỗ trợ cho việc phát triển, mà còn giúp hóa giải những khó khăn, những cái trắc trở có thể gặp phải trong quá trình làm ăn. Bằng cách cúng lễ vào đúng cái giờ hoàng đạo này, gia chủ có thể đón nhận nhiều cơ hội mới, tài vận thì hanh thông, tạo ra nền tảng vững chắc cho sự nghiệp phát triển ở sau này. Đó là 3 giờ đại cát, để quý vị có thể tiến hành công việc thắp hương trong ngày rằm tháng 11 âm lịch năm 2024, mà quý vị cũng cần phải lưu ý. Để lựa chọn được giờ cúng ngày rằm 15 âm phù hợp với thời gian rảnh của gia đình thì gia chủ có thể tham khảo. Tuy nhiên một lần nữa chuyên gia lưu ý không nên cúng ngày rằm 15 âm vào giờ ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ. Chuyên gia phong thủy cũng cho biết, để mọi việc được thuận lợi, mang lại tài lộc thì trong ngày này nên chú ý đến khung giờ xuất hành và hướng xuất hành tốt. Theo đó, trong ngày hướng xuất hành tránh hướng đông bắc là hướng xấu, ngược lại nên chọn hướng đem đến tài thần là hướng đông nam và hướng đem đến hỷ thần là hướng đông bắc. Các giờ xuất hành thuận lợi là 11 đến 13 giờ 23 đến 1 giờ tiểu cát, 3 đến 5 giờ 15 đến 17 giờ đại an và 5 đến 7 giờ 17 đến 19 giờ tốc hỷ. Xuất hành vào các giờ này sẽ gặp nhiều điềm lành, mọi việc đều hòa hợp, trôi chảy tốt đẹp, niềm vui đến. Thưa quý vị, bên cạnh đó một điều nữa mà quý vị cũng cần phải lưu ý về khi thắp hương. Thưa quý vị, theo truyền thống Phật giáo, nếu như mà các bạn là một Phật tử, thì buổi sáng sớm hoặc buổi tối muộn thường là một sự lựa chọn tốt, cũng có thể là một dịp để quý vị tiến hành cái việc thắp hương. Theo truyền thống đạo giáo nói chung, một số người thích thắp hương vào ban ngày thay vì buổi tối. Các dịp lễ cũng sẽ được thực hiện một cách sớm sửa hơn. Còn theo truyền thống dân gian, nhiều gia đình thường thắp hương vào buổi sáng hoặc là buổi tối trong các dịp lễ Tết. Còn với một số cái quan điểm khác của xã hội hiện đại, thì một số người chọn thắp hương vào bất kỳ thời điểm nào cũng được, tùy theo là thời gian lựa chọn. Tuy nhiên, chúng ta đã tuân theo tâm linh, thì chúng ta nên chọn ra những khung giờ hoàng đạo. Quan trọng nhất là quý vị nên tôn trọng và tuân theo văn hóa truyền thống và quy tắc cộng đồng ở nơi mình đang sống. Việc thắp hương không chỉ là một hành động tâm linh, mà còn là một cách để thể hiện sự tôn trọng và kết nối với truyền thống xã hội. Tuy nhiên các bạn cũng không cần thiết phải quá chú trọng vào việc không nên thắp hương vào giờ nào, chủ yếu là quý vị có một sự chân thành là đủ. Sau đây sẽ là món quà đặc biệt mà đội ngũ biên tập kênh Lộc Tử Vi muốn dành riêng đến quý bản mệnh Tân Sửu. Mong rằng chia sẻ này sẽ phần nào giúp cho cuộc sống của cô bác anh chị Tân Sửu thêm tốt đẹp hơn. Xin mời cô bác anh chị Tân Sửu cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Đức Phật dạy, ngày nào tâm bình an ấy là ngày tốt. Nếu tin vào nhân quả thì ngày nào hội tụ đủ duyên lành thì đó là ngày tốt. Mỗi người luôn sống đạo đức, tạo phước thiện nhiều thì đó là ngày tốt. Trong Kinh Di Giáo, trước lúc nhập Niết Bàn, Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng cho bốn chúng đệ tử, không được xem thiên văn, địa lý, số mạng, cúng sao giải hạn, ngày giờ tốt xấu. Có một vị Bà La Môn hỏi Đức Phật, thưa tôn giả Gautama, trong giáo pháp của ngài có ngày tốt ngày xấu hay không? Này Bà La Môn, trong giáo pháp của Như Lai có ngày tốt và ngày xấu. Ngày nào làm việc thiện,
với thân, khẩu, ý, hành động, lời nói, suy nghĩ, trong sạch đó chính là ngày tốt. Ngày nào làm việc xấu với tâm bất thiện, đó chính là ngày xấu. Nếu nói chi tiết hơn thì giây phút nào làm việc thiện thì đó là giây phút tốt, giây phút nào làm việc ác thì giây phút đó là giây phút xấu. Vì vậy, có thể nói, quan điểm về ngày tốt xấu theo đạo Phật là hoàn toàn không có mà Đức Phật dạy. Ngày nào, giờ nào chúng ta làm việc tốt, tâm hồn không sân hận, si mê thì đó chính là ngày giờ tốt. Về cơ bản, hướng thiện trong tâm mới luôn là hướng tốt nhất trong mọi lẽ, chứ không phải là hướng đông tây nam bắc phía bên ngoài như chúng ta thường hiểu. Bên cạnh đó, đạo Phật luôn đề cao sự bao dung, tùy duyên, chung sống hài hòa mà không đối kháng hay loại trừ các tập tục, tín ngưỡng dân gian như một số tôn giáo khác. Phật giáo không phủ nhận tính khoa học của các chuyên ngành như đông phương học, phong thủy học. Trong một chừng mực nào đó, người Phật tử cũng vẫn có thể ứng dụng một số tri thức và kinh nghiệm có tính khoa học của nó. Theo đạo Phật, hiện tại và tương lai đang phản ánh rõ nét nhân quả của chính chúng ta. Không ai có thể can thiệp vào tiến trình này nên tự thân mỗi người tự điều chỉnh bản thân để có thể tự chuyển nghiệp. Tạo nhân lành là việc làm thiết yếu nhất để kiến tạo tương lai tươi đẹp. Cuối cùng thì chỉ nương tựa chính mình, không cầu xin, không dựa dẫm, không an phận với số mệnh. Vì không ai có thể giúp chúng ta tốt đẹp lên ngoại trừ nỗ lực hướng thiện của chính chúng ta. Chính vì vậy, trước khi khởi công muốn làm việc gì, hãy có niềm tin sâu sắc đối với nhân quả, thì vấn đề coi ngày giờ là không cần thiết nữa. Chúng ta chỉ chọn ngày nào tiện lợi, cảm thấy có niềm vui trong việc mình sắp làm, có lợi ích cho mình và nhiều người khác, đồng thời cầu nguyện mọi việc đều thành tựu. Tùy theo trí tuệ và phước báu của chính mình và những người cộng sự mà công việc sẽ thành công hay thất bại, hoặc thành tựu nhiều hay ít chứ không phải do ngày, giờ mà mình đã chọn. Trong cuộc sống, ngày nào cũng là ngày tốt, nếu ý mình suy nghĩ tốt, miệng nói lời tốt đẹp và thân hay hành động giúp đỡ mọi người. Ví dụ như trong một ngày, nếu từ sáng sớm cho đến chiều tối mà chúng ta không suy nghĩ xấu ác và đồng thời còn làm được nhiều việc tốt đẹp, có lợi ích cho nhiều người, thì chắc chắn ngày đó là ngày tốt. Vì lúc đó tâm trạng chúng ta vui vẻ, phấn chấn, cảm thấy mình có ý nghĩa khi làm việc có ích, thậm chí có chuyện gì khó khăn bạn cũng không còn thấy chúng gây trở ngại nữa. Khi bạn hiểu về bản chất sẽ không cần coi ngày, mà ta vẫn có được ngày tốt đẹp cho mình, khi biết tu dưỡng đạo đức, buông xả tâm niệm xấu ác để chuyển hóa phiền muộn khổ đau thành an vui hạnh phúc. Nếu đã tin sâu nhân quả, thì ngày nào hội đủ duyên lành là ngày tốt, bản thân mình luôn sống đạo đức và tạo phước thiện nhiều, thì ngày nào cũng tốt cả. Người tốt khéo dụng tâm, gặp xấu cũng hóa tốt, hòn đá ngăn chân cũng có thể được dùng làm hòn đá lót chân, cho nên người tốt không có giờ xấu. Chúng ta niệm Phật tức là đang cải biến nguyên nhân chủ yếu nhất của vận mạng tức là tâm niệm, cải biến tâm niệm tức là cải biến ngôn ngữ, thái độ. Chúng ta chớ xem thường cải biến một câu trả lời và một thái độ thì vận mạng sẽ cải biến. Cho nên chỉ cần chính tâm, thành ý mà làm điều tốt, không cần phải chọn ngày, giờ, ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt. Nếu tự tư buông thả ác tâm mà làm người xấu, thì dù có xem sách lịch, tốn tiền nhờ người chọn, cũng không thể chọn được giờ tốt. Bình tâm suy nghĩ, chánh tư duy, các bạn sẽ thấy rõ nếu coi ngày tốt để khởi sự làm việc dẫn đến kết quả tốt thì cần gì phải tạo phước, tu nhân, tích đức. Xưa, Đức Phật dạy nếu một người làm ác, như cục đá ném xuống hồ, dù cho tụng kinh, niệm chú, cầu khẩn cho cục đá nổi lên thì nó chẳng bao giờ nổi. Nếu một người làm thiện, giống như những giọt dầu nổi trên mặt nước, dù không cần tụng kinh, niệm chú và cầu khẩn, giọt dầu vẫn nổi, không ai làm cho nó chìm được. Chính chúng ta tự làm nên một ngày tốt đẹp do suy nghĩ giúp người, nói lời động viên, an ủi, sẻ chia và hành động đóng góp, chứ không phải do ngày tốt, giúp cho công việc thuận lợi về mọi mặt. Tóm lại, thay vì tìm cầu chọn lựa ngày tốt từ bên ngoài, hãy biết cách chủ động tạo ngày tốt cho chính mình và nhiều người khác, bằng cách kiểm soát ba nghiệp thân, miệng, ý để mình và người ngày càng hoàn thiện chính mình hơn, bằng trái tim yêu thương và hiểu biết. Cảm ơn quý vị cô bác anh chị đã dành thời gian lắng nghe đến hết luận giải của chúng tôi ngày hôm nay. Với vận trình như trên, nếu quý vị còn có thắc mắc hay cần tư vấn riêng về vận trình của mình, thì đừng ngại hãy để lại ngày tháng năm sinh âm lịch hoặc dương lịch cùng với câu hỏi. Ban biên tập chương trình kênh Tài Lộc TV sẽ phản hồi cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt
hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.